khám còn ba đứa tới nghiến một cái đầu rồi. Đó yeah. Cái chỗ nào mà nó vậy chỗ đẹp ta vậy anh con rồi. Dạ xin mến chào quý ông bà, cô chú, với anh chị và quý khán giả, với mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Ngày hôm nay thì Bảnh quay trở lại đây cũng như là quyết tâm là thăm lại bé Yến là như thế nào. Bảnh cũng đã làm hết sức rồi. Và trong khi đó thì kênh của Bảnh thì cái nguồn quỹ thì không có nhiều. Tại vì rất là nhiều hoàn cảnh gọi Bảnh tới thăm nhưng mà Bảnh không có quỹ còn nhiều đâu. Tại vì còn có một hai cô mạnh thường quân đó thôi thì số tiền đó thì không còn nữa. Thì kênh của Bảnh cũng... không có thể đi thăm bà con, tại vì đi thăm bà con thì ít nhất cũng phải có nhưng là một bao gạo hay là 1 triệu đồng gì đó giúp cho bà con nghèo của chú anh chị. Thì kênh của Bảnh thì không có quỹ, sở dĩ thì Bảnh rất là ngại khi mà đến thăm những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại thì kênh của Bảnh đang giúp cho bé Yến ở đây thì cũng đã một số tiền cũng khá là lớn rồi. Thì Bảnh phải có cái trách nhiệm cũng như là cập nhật cho quý ông bà cô chú với anh chị mình xem. Chào anh Khai em. Dạ. Hôm bữa nay bé ngồi ăn cơm hay cho con bình thường không? Dạ bình thường, sáng giờ ngủ mấy tiếng ngộ mới thức cỡ chuyện tiếng ngoài này nè. À vậy là ổn hơn. 8 giờ thức. Sao thấy ổn không? Ổn bình thường luôn. Ừ. Ngon quá ta. Biết ăn biết rồi ăn cơm mà nè. Ừ. Nó biết nhiều lắm mà chắc giờ. Sáng giờ em vô kêu Yến lấy nữa lấy kia em lấy nữa. Dạ mời cô chú anh chị ăn cơm cho con em luôn. Dạ. Rồi anh cứ ăn đi. Dạ. Hôm nay thấy bé Yến mới ăn cơm thì em mừng á. Dạ. Cái này chiên sáng còn nữa, mới kho. Dạ. Cái mà. Không biết. Nó khỏe sáng giờ thấy nó đi về đây thấy nó khỏe biết nhiêu luôn vậy. À. Chỗ nó quá trời thấy xong rồi động quá trời động nữa. Ừ, có nói chuyện không sáng giờ? Có chuyện nói người kia nhưng lại mới hướng ấy đó. Ừ. Có. Rồi mấy đứa lấy bánh nàng, nó xuống lấy bánh nàng. À. Biết mở bánh nàng. À, kiếm chỗ ngồi ha. Rồi, cảm ơn con. Rồi, con ăn cơm chúng ngồi. Ok. Ừ, giỏi quá ta. Ăn cơm xong đi con. Ăn cơm đi. Ăn tiếp. Mừng quá trời, mừng hết sức luôn, mừng lắm luôn á. Mới gọi đầu hồi sáng cái đầu khai đồ cái lên nó trở nằm ngủ mấy tiếng hồ luôn. Uống thuốc cái ngủ mấy tiếng hồ. Nhưng mà con ăn cơm hơi bị đổ nha. Rồi, nó ăn đổ nhiều vậy. Miệng gà dính miệng rồi con. Ăn đi. Vậy là ok rồi, nói chung là anh quyết định vậy thì cũng rất nhiều cô chú anh chị đồng tình. Nói chung là dạ. Thấy muốn cho bé về cho nó ổn định gì đó. Vậy vì sao? Em thấy có người điện em luôn. Sao cũng đem nó về nhà, thấy nhà tốt hơn vô chổng. À có người điện luôn hả? Tới mấy người luôn á. Là lạ mà, chứ là lạ mà. Tại vì hôm trước anh em mình có đang cho số điện thoại anh đó. Dạ. Anh cứ ăn đi, cho bé ăn ta tự nhiên đi, nó ăn no vậy đó. Ngon à. Em thì ăn hồi nãy quá tô, nãy nó thức nè, rồi có em làm cho nó ăn cầm chừng cho nó ăn. Ăn đi. Ra đi. Chứ nãy ăn bánh liền liền luôn. Bánh mía, bánh hình. Để cho nó ăn đồ ngọt quá anh. Không, nó ăn đồ ngọt cái thịt à, nó ăn mấy cái đồ mà hơi chua chua á. Chứ không phải như mấy đứa kia, nó ít ăn đồ ngọt lắm. Ừ. Nó ngọt nhiều. Nãy bữa tô mà ăn thấy nó bưng vô ăn với ngồi ăn với nó nè. Ngồi đấy. Em nãy bữa tô rồi lại em ngồi em ăn với nó ăn cho nó ăn đó. Mới bữa tô ăn với cá chiên sáng nè. Cá bự chiên. Đi đút cho nó ăn hết cơm nó đi. Dạ, ăn đi con. Ăn đi con bé. Sáng giờ nó vô à, không gì chứ. Nó mua canh này nấu canh hả? Canh nó ít ăn canh lắm. Rồi chiên với kho làm khi nó ăn. Với từ sáng giờ nó ăn với nó, hãy nó ăn bánh. Bánh bánh in với mấy đứa nó cúng dưới á. Trời ơi. Gì? Chuyện gì? Này biết nói chuyện nè ha. Hãy đưa cái chổi kia nó quét, nó không chịu quét. À đưa chổi cho quét không chịu hả? Ừ, chịu quét. Giấc tối vậy đó, kêu vô mụn cái là cái cửa sổ cửa đó là lên đóng rồi đó. À lên đóng cửa sổ anh luôn. Nó đóng. Wow. Mày Yến giỏi quá. Thấy dạ. Ở đây ổn thì thôi cứ ấy cho ở đi. Quá trời mưa sáng giờ nãy giờ tiếng máy mới đỡ nè. Tạt trời ơi trời mưa lớn lắm mà. Thì sức dầu quá. Nãy bữa tôm ăn rồi ngồi ăn với nó cho nó ăn. Đúng rồi, anh phải tập nó cho nó quen. Nó ngồi nó ăn nó bình thường hả?
nó ngủ tiếng mấy nó mới thức rồi tìm vô đỡ quá trọng quá chạy đuối đúng rồi. Về đây thấy nó thấy mình cũng thoải mái, thấy nó khỏe hơn chỗ nhiều quá trời. Nói chung là về nhà mình thì nó tiện hơn, mà anh cái thuốc anh phải cho nó uống uống theo điều chỉnh đàng hoàng, theo điều chỉnh đó, đừng có cho ngắt ngang là bỏ thuốc là không có được, mai mốt nó trở lại bình cũ á. Bỏ thuốc là nó ấy à, được đâu, uống thuốc mình mới khỏe. Để nó vô rồi qua vô cái thằng kia nó lôi lại nó bến cái thằng nhỏ chết luôn, cái thằng mà chắc đó nó cũng ấy cũng có cơn đó, thằng thì cũng màu xanh đó à, cũng bệnh đó. Ừ, thằng màu xanh với nhỏ tao cục 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 đó, nó hồi rất chịu quá, nó quýnh nhỏ này luôn nè, mới đậu nó bớt bớt thì nó không có gì. Ai biết mấy đứa nó lên chắc nào tự nhiên cái thích rồi nó là cởi quần cởi áo rồi nó tụt ông kia la nó mới mặc cái vô lại đó. Nhỏ đó trời. Bữa mà bạn nhỏ đang ngồi im ru rồi, chắc kiều mà im ru rồi, chắc nó để cái nhỏ thì cắm đầu liền. Cắm đầu liền. Cắm đầu. Không, nó cắm đầu liền đó. Ờ, biết nói kìa. Ừ, nhỏ nó chửi, hôm qua nó chửi sao con, kêu con kêu nói nó sao con. Nó chửi sao? Chụp bẹo vậy. Đó, chụp mẹ. Cái cô ở Đồng Nai điện sao mà gửi ba bữa rồi quần áo đi, chị nào bán hay chị nào tới điện sao không bơi. Thì anh nhớ cầm điện thoại đi, mai mốt người ta điện mình không nghe máy được á. Con má kìa, bà nói đừng có đi đâu hết trơn, lấy nhà thuốc chị nhà cũng cho con chị uống thuốc vậy đó. Dạ. Yeah. Nó cái chị nhỏ này làm giống hệt thằng trai con bà luôn. Giống không? Giống hệt luôn, thằng kia từ nhỏ tới lớn. Là em nói biết đâu rồi, giấy để chồng phát triển, bà là phát triển là nó đó. Đúng rồi, thì giấy để gì đó. Là nó đó, con là em lấy thuốc đi hoài nó cũng có hết đâu vô chồng. Hoặc là người ta ấy, là nó quýnh nó chết à, bệnh này vô chồng cũng có hết đâu. Nói chung người nhà vô mình ở nhà là phải quan tâm tới nó nè, ăn uống giấc ngủ với cách nói chuyện nè, không có được manh động nè. Sáng rồi em chỉ nãy thế kêu lấy chổi quét đó, nó không chịu cái nó bỏ rồi đó. Mà nhầm khi kêu đóng cửa thì nó đóng. À đóng cửa thì biết ha. Ừ, cửa tối rồi mà bật đèn ngủ con là vô cái bật đèn là lấy lại lại nó bật đèn lên đó. Con ngủ im ru luôn. Sáng giờ im ru luôn cái gì. Ngủ mấy tiếng hộ trời về đây, ngủ mấy tiếng hộ. Thấy nó khác lần, trời biết nhiều luôn. Thấy khác không? Khác nhiều luôn. Khác gì đẹp gái hơn nữa nè. Đó. Hút đi Bình Dương. Bữa nay là mặc hai quần, quần nhỏ với quần cục. Mặc luôn hả? Ai mặc cho? Em mặc. Anh mặc cho luôn. Anh mua ấy mặc tả cho nó luôn đi. Đâu có mặc tả, mặc cái quần như quần nhỏ vậy đó. À mặc giống người lớn đúng không? Xích đi coi. Xích đi coi, trời ơi, kêu lại xích đi coi. Xích đi coi đâu, xích lại. Đâu kêu chú xích lại. Kêu xích đi coi hả? Bởi vì nhầm người ta thấy con. Dê cái nè, dê. Đó. Yeah. Cái chỗ nào mà nó vậy. Dê đẹp ra, dê đẹp. Con rồi. Dê, dê. Dê, dê. Con, giỡn người đó. Dê, cho nó giỡn xíu rồi. Dê. Ây da. Nghĩ rằng rồi. Quất gần hết nghe cái bánh cúng mấy đứa đem, nãy giờ nhớ đem bánh lên cho đó. Dê. Cúng bánh. Ồ, nay biết giỡn chứ chú Bảnh luôn ta. Nói ngủ rồi. Chế vô ngủ nữa này. Đợi vô ngủ rồi. Ngủ. Đây ngồi chơi nha. Đó, hai mẹ con hôm nay thấy khỏe. Ăn được không? Thấy nhẹ người hơn ha, nhẹ nhiều không? Nhẹ nhiều. Bởi vì nhầm khi mình cái mình vô là mình bước. Bởi vì mấy người nói sao mà mình nhẹ nhiều mà mấy đứa bệnh bỏ đi tùm lum mới chơi kìa. Em thấy em có thấy một cái ca hôm qua em đi bệnh viện á, là cũng bé gái cũng lớn hơn Nguyễn chút, cũng 2-3 tuổi lớn hơn. Cái ba nó đi mua cơm á, nó lội ra đi luôn, kiếm không gặp. Ờ như rất nhiều nó mới về. Con nhỏ áo xanh mới vô, nhỏ thì biết không? Nhỏ thì biết lên cơn, nhưng mà nó lên cơn chứ nó không. Yến đẹp nó, gái. Nó không nó lên cơn chứ lại gần nhỏ này nó không mấy, lại nó đựng không à. Còn mấy đứa kia nó lên là nó muốn quýnh. Cái thằng áo xanh mà rung đó. Nói chuyện với con đi, đừng có nói chuyện. Bọt nè, biết rồi, bọt rồi. Bọt rồi, biết rồi, bọt rồi. Bọt 2, 3. Bọt 2, 3, con nói bọt 2, 3. Bọt 2, 3. Hẹn chị em. Bà kia má đưa con má vô lượt với Nghiến qua. Sao dứt đi làm giấy về luôn. Vô lượt với Nghiến nè. Má về luôn hả? Về luôn. Rồi với cái thằng hai não là em về anh ơi. Vô lượt luôn đó, làm giấy cũng nhập vô lượt nè. Về với ba cái coi. Về với ba coi, về với ba con coi. Về với ba Kha kìa. Kêu ba. Dạ, dạ đi. Kêu ba. Dạ, yeah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đợt đấy 1, 2 à. 1, 2. 1, 2 chứ, 1, 2. 1, 2, 3, 4 à. Yến rồi. Rồi, đó. Yến rồi. Yến rồi.
Yến rồi. Hôm nay Yến là con đó. Yến là tên con á. Yến đẹp gái. Ha, Yến xinh gái nha. Khỏe quá trời, thấy nhẹ quá trời. Đi về vô vô chỗ một tí chiều quá cái ông bác sĩ mà đi khám bệnh á. Khám còn ba đứa tên Yến còn cái đầu à. Yến. Vậy là qua nay người ta điện anh nhiều lắm hả? Cũng cũng điện cũng mới à. Thấy đi về khỏe thôi. Đi quay cho chồng. À, thấy đưa về là người ta mừng á hả? Thấy đưa về người ta mừng. Chứ ở đó em thấy trên dây ghế đá nó ấy quá. Ờ đúng rồi, trong cái trên la bệnh viện gì mà ghế đá lụm cái xe thì quay đậu thấy lò nó trơn mà sao mấy người đi nhiêu nhau không sợ hết trơn trời. Bệnh viện dễ mà. Bệnh viện dễ. Chứ người ta nói chỗ đó cũng nhỏ, không có rộng gì đó. Hẹp, hẹp thiệt mà. Có vòng vòng cái sao, cái độ chứ. Đã trị những người mà ấy thôi. Còn tại ca mình đi lên đó thôi. Mà cái thằng đẹp trai nằm kế đó nó quậy la gì mà không chích cho nó ngủ. Chích cho nó thuốc đó. Nó thuốc mà nó cũng lên hoài, nó la, nó nói. Chích điện thoại, biết điện thoại luôn. Rồi, ai điện cho Yến đâu, nghe điện thoại coi, alo. Nó kêu Yến. Kêu Yến còn đừng chơi súng ra, chơi súng nguy hiểm lắm á thằng đó. Yến, ai điện cho Yến ơi, alo ai vậy? Alo Yến, alo ai, alo Yến. Yến alo ơi. Ai điện cho Yến này à? Yến, còn Yến nè. Không. Không, tôi chụp quá. Ngán rồi, ngán rồi. Phải ăn cơm no rồi. Vì ăn cơm no rồi, nãy quất này rồi ăn. Đâu? Đi vậy? Bên mình để nó xuống, lấy nó ra lại ngồi, nó ăn hơn nó đó. Nhưng mà nó ăn ngọt. Nó mè nó cũng ăn nè. Người mình đứa bệnh này á là nó ăn ngọt mà Yến ăn được lắm chứ á. Me mà thường thường mà me mà dốt mà người ta ấy sẵn nha, nó còn chua nhặn lên đó với làm đường ấy, nó ăn hoài luôn á. À, ăn kiểu như ấy nha. Ừ. Ăn được lắm. Yến nghe thoại ai điện ơi. Alo. Nhắm cái lô bệnh là nó ăn ngọt không? Ai vậy gọi hoài vậy? Giỡn Yến, giỡn. Ê đừng nghe. Đây, đây. Giỡn. Giỡn rồi, nó nghĩ rằng giỡn là dẹp đi. Dẹp này đi. Ai gọi vậy? Ai gọi đi. Đó, gọi ra ra đi. Giờ có ăn rồi, có ăn. Thôi, thiệt tình luôn. Nói chung nếu mà không cho ăn thì cũng tội. Nhưng mà cho ăn mình coi cái mức độ nó hạn chế, anh hiểu không? Như một ngày anh cho nó một cây, hai cây thì được. Chút xích sáng thì có ăn cây nào đâu. Ừ. Nó rồi sáng ăn cơm, lên trển cái đầu cho người ta cho hộp cơm. Mà sáng bữa nào cũng được hộp chứ á. À, người ta cho miễn phí hả? Đâu có lấy tiền đâu. Mà cô đây nè, là nó là một phần đó lên là hộp cơm. Ăn rồi có không? Uống thuốc vô cái vòng vòng cái sáng cái đi vòng vòng cái vô lũ vô đó. Quốc giặt mấy tiếng hồ luôn. Nó thức nãy giờ chừng tiếng ngoài đây nè. Ngủ đã mà mưa mà. Đã, thứ tiếng ngoài đây nó xuống lấy bánh ăn mới quét rồi mới ấy cơm. Ăn rồi ăn cầm chừng tập cho nó ăn. Ai điện với Yến người ta? Ai điện Yến nè? Ai điện hả? Ai vậy? Ai điện á? Ai điện Yến người ta? Rồi bữa giờ chưa có ấy luôn hả? Hả? Bữa giờ chưa có kinh nguyệt. Cái bà cô cái bà gì ở ở ngoại á là nó uống thuốc ấy đó, nó uống thuốc ấy là nó nhầm khi nó không có, nhầm khi nó có luôn đó. Thuốc mình đang uống khác của người ta nè. À. Mình cũng không biết nữa. À, nó nói gì luôn hả? Tại vì em hỏi sao gì biết mà sao lần cái tháng đầu nó có mà sao cả tháng ngoài này không thấy gì trơn, phải nó uống thuốc á, nó uống thuốc rồi sao cũng gành luôn á. Yến cái đập ơi. Mình không biết. Yến đi vô ngủ đi. Em hỏi cái cô mà gửi đồ đó, bà cũng bảy mấy tuổi hỏi rồi mới nói vậy đó. Nói đang uống thuốc trên kia rồi lần nó vậy đó. Hèn chi em thấy biết lâu rồi sao không thấy gì trơn. Thầy chú mượn cái đó coi, thấy nhìn thấy đã đi. Chơi Yến, chơi. Chú mượn ai? Ok. Thầy chú mượn ai, gái. Chơi, chơi đi biết. Không biết. Chơi lộn biết. Vô chỗ người ta chửi sao Yến? Chứ sao kêu đừng chửi hả? À? Chứ hoài đi, chứ hoài đi. La cho cục, chứ hoài đi. Chút xíu nó qua nó sáng cái chết luôn rồi. Chứ chửi người ta. Gì? Cho bác coi, chúng gì vậy? Giỡn. Giỡn rồi sao? Nào cái lưng á. Ngồi gần ba ha mấy chuyện nè. Sáng chị gái, vô gái ruột của ba Kha con á. Cái ruột á đau quá vậy là nhẹ thôi. Nói chung là em thấy anh chăm sóc con anh á, nói chung là cũng giỏi á.
anh chăm sóc con tốt quá. Phải ngọt từ từ mới được, ừ. Chứ không phải ấy được, không nóng nóng nghĩ gì nó được. Nó ăn ngọt phải không? Ngọt, cái bệnh này nó vậy đó. Ừ. Cái bà chị bên kia là cũng vậy đó, bà cũng nói vậy đó, vô mấy chỗ đông nó phải là nó kích động dữ lắm. Ừ. Thì nó mà kỹ, bà em hỏi tự kỹ là gì? Tự chụp, kỹ là. À, tự kỹ rồi bà chụp miếng giấy, bà viết vậy đó, nó ghép từ chữ là viết à. Tự kỹ là tại vì con người ta giống vậy người ta mới biết. Nó tự kỹ từ nhỏ. Ừ. À, chị hai vợ chồng đây, bà còn cực muốn chết nữa, em mình lên hay là vậy là hay dữ dằn lắm rồi đó. Là cái bệnh này chị nó tại trời nó sắp đặt chị hai chị em mình giống nhau vậy à, em mời cái bệnh này hên xui nó trúng thì nó hết chứ đi là nhưng mà chị chứ không hết đâu. Thì con của chị đó hết không bớt không không con cũng, chị. Cũng vẫn còn quậy như nghiến vậy nè à. Thì lớn nhỏ này tuổi đó à, cũng còn luôn hả là nó ấy rồi mà hai để nó con trai nó mạnh á, hai người mà làm muốn chết vậy bỏ nói vậy đó. Còn em có mình đưa người ta đây hai người ta đỡ gia đình với hai ba người đỡ á ở nhà đó anh đỏ chứ được rồi gì mà nó phái gãy hoài luôn trời kêu ba nó gãy hoài luôn cả nhà gãy hoài luôn thấy ghê không sáng nãy nó ngủ mấy tiếng ngộ cái này ăn rồi dành tới bơ rồi như người không bệnh gì đó ai biết nó bệnh rồi thì bởi vì làm mấy bùa tôm kéo đây nè giờ hỏi kiến nhà đường đâu gì? Bắt tài ngươi chú ơi ngươi chơi đi chú mượn ai ok như vậy là tốt rồi thì em thì nói chung là cũng có đến thăm đó nhưng mà lâu thì bảnh sẽ tới đây cập nhật cho cả nhà mình xem thì có bảnh biết là rất là nhiều cô chú anh chị rất là xem được cái đoạn kết như thế nào thì bảnh cũng tranh thủ thời gian lắm với chú anh chị thì rất là nhiều những cái trường hợp gọi bảnh tới nhưng bảnh cũng có quay đó. Nhưng mà do cái những nội dung đó nó chưa các anh chị mình chưa có thấy trên video clip mình có đăng rồi nhưng mà chưa có được hữu duyên với mạnh thường quân cái này nó chưa xuống sở dĩ thì nhiều khán giả rất là muốn xem được bé Yến hôm nay như thế nào hay là ngày mai như sao bởi vì rất là muốn mạnh cập nhật thì mạnh có chuyến đi xuống Bạc Liêu thì mạnh sẽ ghé đây quay cho cái nhà mình xem cũng như là Bạc Liêu thì nó nhiều nơi huyện này xã kia gì đó rất là nhiều nơi thì bản tranh thủ thời gian như từ bên đây thì tầm khoảng nửa tiếng từ bên khu vực bệnh đi quay bên đây biết bên đây còn đi luôn ha thì xuống đây cập nhật cho các nhà mình xem ha xuống là nói chung là một ngày nói chung được một chút xíu cái niềm vui của bé nó thì cần giảm chút xíu xíu lại cười Yến Yến cười cái Yến cười Yến một hai đi một hai nếu mà nói chú Bảnh xuống đi hoài là tôi về liền á đứng về tôi về liền luôn kêu kìa áp lực quá con áp lực quá ừ thưa chú hộ cũng đó học cái này nè rồi miên giạt đó ôi tóc đẹp quá rồi có đôi bông đẹp luôn mai mốt mà hết bệnh đó là còn ba lớn lại vịnh đầu còn không được nữa đó mai mốt đi tại nó nhỏ nó khác làm đẹp cho con gái không hiểu ha một hai ba bốn đi mời ba bốn đi nghe cái đếm bực mình nó nghe kêu đếm á nghe Yến bỏ lấy về cái súng mấy đứa lấy nó mất tiêu luôn Yến có đồ đẹp không áo đẹp không áo á áo đẹp chưa chị ba mua cho đi nghe chú giúp gì quá mời chị ba mua đi có áo mà thầy nãy ở nhà mới mặc áo này cho nó nè đưa đi bệnh viện có ngày một sợi sợ luôn ít chà đưa đi bệnh viện ngày cái thấy tội em thấy tội nói chung là vô nó quản á nè mà em đi hôm đó rồi thấy thì mấy đứa nó xong mà trong chổng bự con ơi thì nó bệnh mà cái thằng tối quá bệnh muốn đưa đi vậy á mà đừng giỡn nữa con đừng giỡn nữa nè bệnh muốn đưa đi vậy đó cho bác sĩ kiểm chứng như là tìm hiểu biết cái căn bệnh bé như thế nào tại em Hồng cũng từ đó ra em Hồng á nhưng mà đúng chú rồi. Nói là hết thuốc á thì nó sẽ lên cơn còn thuốc uống á cứ uống liên tục cái vậy á thì nó dịu lại thì cho nó uống thuốc đi thì ở nhà quan trọng mình nói gì á cái gia đình của chú cũng nói á chú chưa bao giờ nói lớn tiếng với em ấy luôn sở dĩ anh cũng vậy đúng rồi bây giờ em chia sẻ với anh như vậy đó cái bệnh này thì phải như vậy á nhầm người nó cương chịu không phải đâu phải ê. Nhưng mà con mình nó vô trong chổng là đi học không? Ấy khác là mình biết chứ. Hết bệnh đi học nha. Học. Học được Yến.
Yên đi học chung với Quy kìa. Đi học với chị Yến. Trong cái này thước nè. Thước đó. Qua nhỏ ghi chữ sao Yến? Yến chữ sao? Chết mẹ ơi. Đó. Rồi gọi, gọi. Nó có quýnh con không? Nó có quơ quơ tài quýnh không? Có tài quýnh con. Tao trên lôi nó lại gì lôi vậy nó gì gặp gặp người kia nên cơn nói chuyện gì giờ bữa bắt trước quá trời không có miệng bịt cái miệng lại bịt cái miệng lại hay bịt cái miệng lại vậy chị mà giấc chiều biết thì sợ nghe mấy đứa kia mà nói cái nó ngồi nép với em ngu luôn á chứ sao. Ừ. Em thấy cái lúc mà cái tới giờ của mấy người kia họ lên cơn á bắt đầu nghĩ nó dội liền nó giạt vô góc liền nó sợ bởi vì con gái nó bệnh nó vô nó dội quá về nó hết luôn. Vô chồng thấy dội quá về hết bệnh luôn về trước nghĩ chừng 2-3 tiếng à. Ừ. Cũng về luôn đó nói vậy đủ máu chết mẹ giờ nhập viện thì xin về luôn má chết mẹ chở gì ra đó chở gì ra chở gì ra còn đi bệnh viện học được câu này. Gặp được rồi đó, đó. Gặp được giỡn được rồi. Giỡn quá. Yeah. Rồi giỡn kìa. Yeah kìa. Yeah kìa. Yeah cho vui coi. Yeah kìa. Yeah. Đây hư đồ chú. Còn đồ trống á. Đồ trống ấy. À, hôm nay rồi. Chắc chắn là cô chú anh chị mình xem được đoạn clip này chắc chắn là ông bà cô bác giỡn nó là giỡn vậy đó. Được bà đó. Kính thưa cô chú anh chị, bảnh cũng rất là mừng. Đó nó giỡn. Được bà. À sau khi thấy bé Yến được như vậy thì bảnh cũng rất là mừng, cũng như là giò gãy giò chứ, gãy giò chứ. Cái giò chứ, đem cái giò giảm được một phần nào thôi chứ không có giảm hết. Từ từ hay có chú anh chị nói chung là cái thời gian, cái này phải cần thời gian rất là nhiều để mà theo dõi cái bệnh tình của bé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cả nhà mình thấy cái thái độ của bé ngày hôm nay như thế nào, cả nhà mình cứ để lại một bình luận cho bảnh nha. Xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.